Ngoài gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của chính phủ, người thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh có thể vay mua nhà ở xã hội theo chương trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội hoặc Quỹ Phát triển Nhà ở thành phố với lãi suất thấp hơn nhiều gói 120.000 tỷ đồng. Đây là thông tin được đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mới đây. Theo đó, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp, hưởng lương từ ngân sách. Những đối tượng thuộc chương trình này sẽ được vay tối đa 70% giá trị căn nhà nhưng không vượt quá 900 triệu đồng một hồ sơ, lãi suất 4,7% một năm và thời gian vay tối đa 20 năm. Người dân có nhu cầu vay theo chương trình này có thể liên hệ Quỹ Phát triển Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn. Còn Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai các chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Mức cho vay tối đa 70% dự toán xây dựng, sửa chữa nhà và không vượt quá 500 triệu đồng. Lãi suất của chương trình vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ. Riêng năm 2022, lãi suất của chương trình là 4,8% một năm. Thời gian vay tối đa 25 năm kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên. Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 9 năm nay, khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và điều trị cho 33 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Nhưng sang tháng 10, số ca mắc sốt xuất huyết và số ca bệnh phải nhập viện đã đột ngột gia tăng. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Lý, trưởng khoa bệnh nhiệt đới cho biết, hiện tại dịch sốt xuất huyết đang bùng lên trên toàn quốc. Tại khoa, số ca nhập viện cho sốt xuất huyết tăng lên đáng kể. Tính từ đầu tháng 10 trở lại đây, trung bình mỗi ngày có khoảng 10 ca bệnh nhập viện. Trong đó, số lượng bệnh nhân nặng và có dấu hiệu cảnh báo cũng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Có nhiều trường hợp là người thân trong cùng một gia đình. Không chỉ tại Phú Thọ, số ca mắc sốt xuất huyết cũng có xu hướng tăng tại nhiều tỉnh thành, nhất là ở Hà Nội. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, tính từ đầu năm cho tới nay, Hà Nội có 17.974 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các quận huyện có nhiều bệnh nhân như là Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thanh Trì, Thạch Thất, Hà Đông, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Oai. Các chuyên gia dự báo số ca mắc vẫn có thể tăng cao trong thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi tới Văn phòng Chính phủ liên quan việc mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng đường bộ đang triển khai. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm áp dụng thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai. Sau khi thí điểm thành công, giao Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh dự án thu phí điện tử không dừng để phù hợp với thực tế, thực tiễn hơn. Cho phép rà soát quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc thay thế nếu cần để tiến tới mở rộng thêm nhiều dịch vụ mới như thu phí cảng biển, bãi đỗ xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm cũng như hoàn thiện nâng cấp hệ thống tiến tới tổ chức thu phí đa làn tự do. Thưa quý vị, dữ liệu từ các hiệp hội chăn nuôi cho thấy tại miền Bắc, giá lợn hơi hiện nay xuống 50.000 đến 52.000 đồng một kg. Nhiều nơi giá lợn hơi về mốc 49.000 đồng một kg, giảm 17.000 đồng so với mức đỉnh của tháng 7, khiến người chăn nuôi lỗ nặng. Tại miền Trung và Tây Nguyên, có nơi về 49.000 đồng, giảm 2.000 đồng so với ngày trước đó. Trong đó, giá lợn tại Nghệ An có mức thấp. Tại khu vực miền Nam, giá lợn tại Kiên Giang cũng lao dốc về 49.000 đồng một kg. Riêng các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, giá quanh 51.000 đến 53.000 đồng một kg. Theo các thương lái thu mua lợn ở miền Nam, giá lợn giảm sâu do nguồn cung tăng mạnh. Trước đó, hồi tháng 7 âm lịch, nhiều hộ có tâm lý chờ giá, nên đợt này phải bán lợn quá trọng lượng ra thị trường ồ ạt. Hiệp hội chăn nuôi cho rằng thời điểm này dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên nhiều hộ chăn nuôi lo sợ lây nhiễm đã đồng loạt bán ra, gây áp lực lên giá bán. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi đang lỗ khoảng từ 200.000 đến 300.000 đồng một con lợn. Thưa quý vị, sau sự việc hai nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Quảng Ngãi bị bắn trong lúc làm việc đêm, có thể thấy công việc thu gom rác thải đã chẳng phải là công việc nhẹ nhàng và nhàn hạ để ai cũng có thể làm được. Những người đã lựa chọn theo nghề này sẽ luôn phải gắn bó với sự nặng nhọc, độc hại, thậm chí phải luôn đối mặt với những nguy hiểm luôn trực trở. Khi cả thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ, chị Hồng và đồng nghiệp vẫn cặm cụi với công việc của mình. 10 năm qua, công việc của chị vẫn đều đặn như thế, làm hết việc chứ không hết giờ. Chỉ khi nào dọn hết rác thì người công nhân mới an tâm nghỉ ngơi. Công việc của tôi bắt đầu từ 18 giờ tối
đến khi nào hết rác. Ca đêm của chúng tôi là làm tất cả những cái lượng rác phát sinh ra của từ cái nhà hàng đến các cơ quan, nên là lượng rác ca đêm nó sẽ nhiều hơn ca ngày. Quét rác trong đêm, điều mà những công nhân môi trường như chị Hồng e ngại nhất chính là đây. Đã có những đồng nghiệp của chị gặp nguy hiểm khi làm việc về đêm. Những đồng nghiệp của tôi thì cũng rất là bị rất là nhiều. Mới đây một chị cũng đang duy trì trên đường, một bạn khi trời mưa thì đi cái tốc độ nhanh và cái mưa nó vào mặt thế là chúng tôi đã đứng sát đường nhưng mà vẫn bị tông vào và chị cũng có bị gãy tay. Là những cái rủi ro thì nói chung là khách quan mang đến cho tôi rất nhiều. Thấu hiểu được những khó khăn, nguy hiểm mà những công nhân môi trường phải đối mặt, công ty môi trường đô thị cũng trang bị bảo hộ lao động cho mỗi công nhân như áo phản quang, mũ, găng tay. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra cho công nhân. Đối với các cơ quan chức năng thì chúng tôi rất mong muốn tăng cường quản lý, kiểm tra công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cái thứ hai, chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến người lao động như bảo hộ lao động, chế độ độc hại, khám sức khỏe định kỳ cũng như thu nhập của người công nhân môi trường. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục tăng cường các giải pháp hiện đại hóa, cải tiến bằng công tác duy trì vệ sinh môi trường bằng cơ giới để thay thế cho những công việc mà hiện tại chúng ta đang phải làm bằng thủ công. Bất kể là đông hay hè, mưa rào hay tạnh ráo, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn lặng lẽ, âm thầm dọn sạch đường phố, để khi bình minh lên là những góc phố đã tinh tươm, thoáng sạch. Điều động viên lớn nhất đối với những công nhân môi trường chính là sự trân quý, động viên của mọi người. Nhất là cái nghề mà làm vệ sinh môi trường mà lại làm cái buổi tối như này ấy, thì mọi người rất là vất vả. Có lẽ là trong lúc mà chúng ta đang vui chơi giải trí thì những người công nhân vệ sinh môi trường thì đã đóng góp một cách thầm lặng cho cái tình trạng môi trường của thành phố chúng ta. Cá nhân tôi thì thấy là rất là trân trọng cái công sức của họ. Thức cho thành phố ngủ để khi thành phố thức dậy luôn xanh, sạch đẹp. Lặng lẽ giữa đời thường, những công nhân quét rác cứ âm thầm, tận tụy, góp phần cho thành phố thêm xanh. Họ cũng mong mỗi người dân ý thức tham gia giao thông để giữ an toàn cho bản thân và người công nhân môi trường nào cũng an toàn trở về nhà sau một đêm dài mưu sinh hè phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp trong nước của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.